Vietsai chào các bạn, có một cái bắt tay ngay ngày khai mạc. Tuyệt vời. Anh Cường cổ loa để lại cho chú Cường thóc. Đấy, tuyệt vời. Mọi người một tràng vỗ tay được không ạ? Tuyệt vời. Cây Si lại về với đất Si quý vị ạ. Hải Dương rồi. Đấy, tuyệt vời. Xin chúc mừng bác Cường Thóc Hải Dương và anh Cường cổ loa. Vâng. Cho em hỏi một chút, anh Cường chú hỏi lâu chưa mà anh đã để chú hôm nay chú nên bỏ hỏi xong. Hôm nay chú hỏi rồi. Xong quan nào bác? Cứ 5 giây là quyết thôi. À 5 giây là quyết luôn. Nhanh. Thì anh Cường không kịp trở tay. Mà chú biết cái này lâu chưa hả chú Cường? Chú Cường, chú biết cái này lâu chưa? Rồi mới biết. Đây là cuộc giao dịch của Song Cường. Song Cường đúng rồi. Cuộc giao dịch của Song Cường, một bác Cường lớn tuổi của Hải Dương và một anh Cường trung trung tuổi. Gọi là Si lại về với đất của Si. Đúng rồi, đúng rồi. Chúc mừng anh và chú rất là nhiều. Tuyệt vời quý vị ạ. Tuyệt vời luôn. Trời ơi, tiếng vỗ tay này hay hơn cả trong khai mạc rất là nhiều quý vị ạ. Rất nhanh bác Cường thì hỏi trong vòng 5 giây là 5 giây. Năm giây. Chúc mừng Đông Anh. Vâng, chúc mừng Đông Anh. Mất cây. Vâng, thực ra là một cái vui anh ạ. Cái này là một cái vui rất vui cho làng cây. Nhất là chúng ta lại gần như là buổi tân niên anh nhỉ. Đây là một cái vui nhất mà trong bắt trong triển lãm anh ạ. Đấy, nó là có hậu. À, cảm ơn anh và cảm ơn ban tổ chức rất nhiều. Đấy. Đến thân pháp đường nét tâm sư. Chú Cường cười ấy. Rất nhiều các bạn truyền thông đến đây chia sẻ lên cho cộng đồng. Em mời tất cả mọi người vào trung tâm dự tiệc ạ. Ôi dự tiệc luôn hả anh ơi? Ồ tuyệt vời. Đóng cửa. Thôi về mời mọi người vào chúng ta chúc mừng bằng ly rượu. Một thước phim ngắn chia sẻ với quý vị nhé. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều. VLSI lại đăng luôn một cái đầu tiên. Tôi làm như ông đấy. Ông liệu mà ông Vân nó về. Chiều kèm nhờ 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 gì nhá. Giới thiệu với anh, đây là một trong người anh, những người bạn già nhưng mà cây cối xấu nhỉ. Buồn lắm. Chán lắm. Nó đấy nhá. Chuẩn bị nào. Em ơi, con tay. Ok, VLSI cảm ơn quý vị bạn rất nhiều nhá. VLSI xin phép để ra ngoài này, mọi người cũng bắt đầu đóng cửa. Đã thôi anh ơi, VLSI xin dừng đấy nhá, chỗ này nó có nhạc nên là bản quyền.